Chiều ngày 28 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam một đối tượng về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, để có thẻ đỏ thế chấp vay tiền của người khác vào tháng 11 năm 2019 và tháng 12 năm 2019, Nguyễn Phước Quý Tuấn sinh năm 1978, trú tại tổ 17 khu vực 5, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, đã đặt mua qua mạng làm giả hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT250857 của Ủy ban Nhân dân thành phố Huế và số BT250900 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau đó đưa thế chấp cả hai giấy chứng nhận trên cho chị Lê Thị Thu Hà, sinh năm 1970, trú tại 7/11 Kiệt 138 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế để vay số tiền mặt là 470 triệu đồng. Hành vi trên của Tuấn đã vi phạm pháp luật về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức quy định tại khoản 3 điều 341 và lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 3 điều 174 Bộ luật hình sự. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Phước Quý Tuấn để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.